Chào mừng quý chị, quý nhà đầu tư và các bạn đến với video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về nội dung là siết nguồn vốn vào bất động sản. Thị trường có bị đóng băng hay không? Giá bất động sản có giảm hay không? Đây là những nội dung vô cùng thú vị mà trong thời gian vừa qua nhiều anh chị quan tâm nhất. Cùng với đó, trong thời gian vừa qua rất nhiều anh chị hỏi những câu như là thị trường hiện tại thời gian sắp tới đây sẽ như thế nào? Có bị ảnh hưởng lớn từ các quyết định, các cái dòng vốn, thị trường có bị đóng băng và giảm giá bất động sản hay không để tôi mua? Và nếu đầu tư thì đầu tư ở khu vực, vị trí, phân khúc nào là nó hiệu quả và sinh lời? Trong trường hợp tôi muốn dùng bất động sản của mình vào ngân hàng để vay tiền mua bất động sản thì có được hay không? Ngân hàng có cho tôi vay nữa hay không? Và câu hỏi nhiều anh chị quan tâm nhất đó chính là gì ạ? Ngân hàng và nhà nước hiện nay đang thắt chặt các cái vốn vay vào bất động sản phải không? Đây là những cái câu hỏi mà trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ để có cho mình được những cái kế hoạch chiến lược đầu tư trong thời gian sắp tới đây để mang lại hiệu quả cao anh chị em nhé. Anh chị em và các bạn theo dõi video và là thấy giá trị đừng quên chia sẻ cho người khác, cũng như là tặng tôi một nút like, ấn một nút chuông thông báo, cũng như nút đăng ký kênh để lần sau khi tôi vừa phát video, tất cả anh chị em chúng ta sẽ nhận được thông báo từ YouTube. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính ngay. Chúng ta có thể thấy rằng nhìn chung ở thị trường bất động sản hiện nay hình như đã đang đi đúng với cái quy luật của nó, đúng không ạ? Khi mà dòng tiền đổ vào bất động sản quá nhiều trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể chia sẻ một câu nói là trong một thời gian ngắn, đúng không ạ? Thì nó dễ dàng xảy ra các cái tình trạng sốt cục bộ trên toàn quốc, và khi điều này xảy ra tất nhiên sẽ có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng bằng các cái chế tài, các cái quyết định, các cái chính sách mới nhằm đưa thị trường vào đúng với cái quy luật của nó, đúng không ạ? Và khi những cái chính sách, các quyết định này được áp dụng thì nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà đầu tư đang nắm giữ các bất động sản, có thể là những khu vực nóng sốt hoặc là những cái khu vực mà trước đây nó chỉ sốt ảo. Sốt ảo là có sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị và cái giá cả. Đây là rủi ro rất là lớn mà các nhà đầu tư đang gặp phải, đúng không ạ? Và hiện nay nếu như chúng ta nói rằng ngân hàng và nhà nước đang siết thì cũng không phải là siết, mà tôi chỉ cảm nhận một điều rằng nhà nước và ngân hàng đang là kiểm soát để tránh cái tình trạng đầu cơ. Đây hoàn toàn là những cái trải nghiệm cá nhân của tôi, cũng như là những cái câu chuyện chia sẻ từ những nhà đầu tư thành công khác để tôi chia sẻ ở đây cho các anh chị. Và trong trường hợp anh chị ạ, thị trường bất động sản khó có thể bị đóng băng được. Nhiều anh chị nói rằng có khi nào trở về cái khung, cái thời điểm mà 2008, 2009, 2010 khoảng, thì điều này rất khó xảy ra anh chị ạ, trừ trường hợp là cái nguồn cung không có. Và hiện nay cái nguồn vốn đổ vào bất động sản không chỉ có ngân hàng, đúng không ạ? Còn có các nguồn vốn khác như là kinh doanh, vốn từ nước ngoài, vốn đầu tư từ hội nhóm với nhau. Và trong nhiều trường hợp để khẳng định giá bất động sản giảm thì khó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà cái nguồn cung nó bị hạn chế thì nó tạo ra một cái sự chênh lệch rất là lớn giữa nguồn cung và cái nhu cầu. Đến lúc này các cái sản phẩm cũ sẽ có cơ hội nhảy múa về giá, đúng không ạ? Bởi vì nhu cầu bất động sản luôn luôn có, trong khi đó cái nguồn cung thì ít, thì giá bất động sản rất là khó có thể bị giảm mạnh, đúng không ạ? Và trong nhiều trường hợp anh chị ạ, thị trường đóng băng thì nhà nước không thể để cái điều này xảy ra được. Vì sao ạ? Vì lĩnh vực bất động sản như anh chị em chúng ta thấy là một lĩnh vực đóng vai trò rất là quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động trên chính cái bất động sản đấy, đúng không ạ? Điều này chúng ta có thể nhận diện được tại những cái bất động sản nó đang sinh ra dòng tiền, đang tạo ra cái thu nhập cho cá nhân nuôi sống hộ gia đình cũng như là trong các khu công nghiệp, đúng không ạ? Và các sản phẩm
tạo ra dòng tiền, việc làm, cảnh quan cho khu vực chắc chắn sẽ không giảm mà thậm chí nó còn tăng mạnh nếu như được tập trung vào cơ sở tầng. Chúng ta có thể nhận thấy những cái tài sản, ví dụ như là trong trung tâm hành chính, trong trung tâm chợ, trong các cái khu vực buôn bán sầm uất, mặt tiền đường, các khu vực có dân cư đang là nào, các cái bất động sản view hồ, các bất động sản kinh doanh, quán cơm, nhà trọ, các cửa hàng ăn, thì đây là những bất động sản nó rất là tốt và nó đi cùng với thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái sản phẩm nó luôn trong tầm ngắm của các nhà đầu tư giàu có. Và nếu như hiện nay anh chị em nào mà chúng ta đang đi vay vốn ngân hàng thì chúng ta có thể cảm nhận và để ý được rằng các sản phẩm và chủ thể được ngân hàng cho vay phải chứng minh được cái dòng tiền trên chính cái bất động sản đó, cũng như là cái khả năng chi trả cái khoản vay đó của cái người chủ vay. Và chính vì thế cho nên là những bất động sản nó tạo ra giá trị, nó tạo ra cái thu nhập thì luôn luôn được các ngân hàng, đúng không? Đặc biệt là các ngân hàng bên ngoài, người ta sẽ hỗ trợ chúng ta vay. Còn các cái sản phẩm mà không tạo ra giá trị thực, không có cái tiềm năng thì khó nào tiếp cận được các cái vốn vay từ ngân hàng, đúng không? Bởi vì bản thân ngân hàng người ta cũng chưa chắc người ta là muốn siết cái bất động sản. Bởi vì sao? Họ chỉ muốn bản thân cái bất động sản và người vay đấy là những cái sản phẩm, là những cái cá nhân đấy tạo ra cái nguồn thu nhập đủ khả năng chi trả cho ngân hàng. Và họ, ngân hàng, hệ thống ngân hàng, người ta đang kiểm soát rất là chặt chẽ cái vấn đề vốn vay tại những cái sản phẩm như vậy, những cái sản phẩm mà nó không có giá trị thực, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy là khi một cái sản phẩm giữa giá trị về và cái giá cả nó không đi đôi với nhau, và trong nhiều trường hợp nó bị đẩy giá lên do môi giới và các nhà đầu tư đẩy giá lên, tạo thành những cái cơn sốt đất, và những cái sản phẩm này khó mà có thể tăng được và thậm chí không tăng. Và trong nhiều trường hợp những nhà đầu tư khi mà họ mua những bất động sản này, trong nhiều trường hợp nếu như họ muốn bán ra ở cái thời điểm mà thị trường đang khó khăn về các nguồn vốn thì họ bắt buộc phải giảm giá, cắt lỗ cái sản phẩm của mình thì khả năng thanh khoản nó mới cao được. Và những cái sản phẩm này nếu như trong một thời gian cắt lỗ, giảm giá mà không bán, tạo ra cái việc bị ghim hàng, đúng không ạ? Và lúc này họ cũng cần phải ra những chiến lược mới là cắt lỗ và giảm giá. Và sau một thời gian như vậy, chắc chắn những sản phẩm này nó sẽ trở về cái giá thực của nó, anh chị em ạ. Đây là những cái lưu ý mà chúng ta có thể nhận thấy rằng khi mà thị trường nó sôi động, khi mà thị trường nó sốt cục bộ thì sản phẩm nào cũng có khả năng thanh khoản tốt, đúng không ạ? Thị trường nào, khu vực, vị trí nào cũng có khả năng thanh khoản tăng giá, nhà đầu tư nào cũng có thể kiếm tiền được, môi giới nào, anh em môi giới nào cũng kiếm được tiền từ lĩnh vực bất động sản. Nhưng khi thị trường trở nên ảm đạm, khi thị trường trở nên đi ngang thì chỉ một số các sản phẩm có khả năng tồn tại với thị trường, chỉ một số nhà đầu tư sẽ ở lại được với thị trường, chỉ một số môi giới với bám trụ được với nghề. Bởi vì sao? Bởi vì như anh chị thấy lĩnh vực bất động sản nó có độ thanh lọc rất là lớn, đúng không ạ? Từ sản phẩm, nhà đầu tư cho đến môi giới, đây là những cái điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta sẽ cần lưu ý đến trong thời gian sắp tới đây để đầu tư thành công hơn, tính toán chi tiết hơn, nhìn nhận thị trường một cách thực tế hơn, anh chị em nhé. Đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn ở trong video ngày hôm nay. Mong sao nó sẽ giúp ích cho tất cả anh chị em chúng ta, là những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư ở các tỉnh khác đến thị trường bất động sản vùng ven,
như ở Bình Phước, chúng ta có cho mình được những cái kế hoạch chiến lược, những cái sự tính toán phù hợp hơn với thị trường cũng như cái thời điểm anh chị đến, tránh được những cái trường hợp như là mua phải những cái khu vực mà nó bị nóng sốt, hoặc là chúng ta mua vào rồi mà không thể bán được, hoặc là bán mà chẳng có lời. Đây là những điều mà không ai muốn cả, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả anh chị và các nhà đầu tư đã dành thời gian lắng nghe. Anh chị và các bạn nếu thấy nội dung nó hay thì hãy chia sẻ cho người khác, và đừng quên tặng tôi một nút like nếu thấy video nó giá trị. Và một điều đặc biệt hơn nữa, hãy ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để lần sau khi tôi vừa phát video, tất cả anh chị chúng ta sẽ nhận được thông báo từ YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.